sau đêm diễn mở màn rất thành công tại thủ đô Hà Nội. Chuyến tàu hành trình âm nhạc Seizing Share Concert Romance, người đàn ông và bông hoa trên ngực trái của Hà Anh Tuấn đã tiếp tục chinh phục những khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Và một lần nữa, nam ca sĩ đã khiến hàng nghìn khán giả phải vỡ òa vì một đêm nhạc nghệ thuật xuất sắc. Hà Anh Tuấn đã thực sự chinh phục khán giả bằng chính giọng hát, bằng những câu chuyện đời thực của mình thay vì những chiêu trò trên sân khấu. Nếu như ở Hà Nội, hoa nở trong rừng cây trụi lá, thì với Sài Gòn, hoa nở trên sỏi đá. Hình tượng những tảng núi với kỹ thuật Matrix LED tạo nên những lớp sân khấu hiện đại, làm cho bố cục tạo hình chân dung Hà Anh Tuấn càng thêm rõ nét. Ngay trong phần mở màn của đêm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh là sự đổi mới rõ rệt khi Hà Anh Tuấn xuất hiện như một chàng lãng tử, cưỡi ngựa hát say mê cùng ca khúc hit Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Tuy chỉ tập cưỡi ngựa vài tiếng trước khi đêm diễn bắt đầu và chú ngựa có phần không nghe lời, nhưng Hà Anh Tuấn vẫn cố gắng và hoàn thành xuất sắc tiết mục mở màn độc lạ này. Cả khán phòng nhát hòa bình như nổ tung khi khách mời Mỹ Tâm xuất hiện song ca cùng Hà Anh Tuấn bài hát Đừng Hỏi Em. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn trình bày ca khúc Anh Chưa Từng Biết mà cô vừa phát hành MV cách đây vài ngày. Cả hai không ngừng dành cho nhau những lời khen có cánh trước khi cùng nhau tái hiện bài hát Tình Em Ngọt Nến để kết thúc phần kết hợp được mọi người chờ đợi nhất trong đêm nhạc. Và để như gợi nhớ lại thanh xuân đã qua của mình, Hà Anh Tuấn hát bằng cả trái tim những ca khúc nhạc hoa lời Việt đã quá quen thuộc với khán giả 8X và đầu 9X để kết thúc đêm nhạc nghệ thuật See Sincere Concert Romance, người đàn ông và bông hoa trên ngực trái. Sau hơn 3 tiếng mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn, concert đã khép lại trong những tràng vỗ tay không ngừng của khán giả. Hà Anh Tuấn còn nán lại khi hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả bản hit Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em.